Xin chào quý vị, bệnh ký sinh trùng đường máu trên đại gia súc là một bệnh rất nguy hiểm và ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của vật nuôi. Vậy, hôm nay hãy cùng theo chân Dr. Vet đi tìm hiểu nhé! Chào bác sĩ, trong các bệnh của bò thì em thấy bệnh ký sinh trùng đường máu được các chuyên gia chăn nuôi và trên các trang chuyên môn nhắc đến rất nhiều. Vậy thực chất của bệnh này là gì ạ? Nhiều người chăn nuôi không hiểu biết được về bệnh này một cách đầy đủ nên lầm tưởng rằng đây là một bệnh do một loài ký sinh trùng đường máu nào đó gây nên. Nhưng thực chất thì không phải vậy. Bệnh ký sinh trùng đường máu là một danh từ chung chỉ rất là nhiều bệnh, ví dụ như là bệnh tiên mao trùng, bệnh biên trùng, lê dạng trùng hay là thê lê trùng và rất nhiều bệnh ký sinh trùng do các loài ký sinh trùng đường máu khác gây nên. Tuy nhiên thì ở Việt Nam ta phổ biến bắt gặp 4 bệnh mà tôi vừa nêu ở trên. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là như thế này. Bệnh ký sinh trùng đường máu là bệnh do các loài đơn bào ký sinh trong các thành phần của máu gây nên. Nó sẽ làm thay đổi cái cấu trúc của máu, dẫn đến hiện tượng thiếu máu và gây sốt ở con vật. Nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là cái năng suất sản xuất thịt, sữa ở con vật và nặng hơn thì có thể làm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của con vật đó. Thưa bác sĩ, vậy tất cả các bệnh ký sinh trùng đường máu trên gia súc đều gây các biểu hiện gần giống nhau như mệt mỏi, sốt, niêm mạc tái nhợt. Vậy có cách nào để phân biệt giữa các bệnh này không ạ? Đúng vậy, các bệnh ký sinh trùng đường máu trên gia súc nói chung đều có những cái triệu chứng na ná nhau. Nên cái việc mà để cho các bà con có thể nhận biết đó là bệnh ký sinh trùng đường máu thì rất dễ. Tuy nhiên, cái việc mà phân biệt cái bệnh ký sinh trùng đường máu đó cụ thể là do cái loài ký sinh trùng nào, ví dụ như là biên trùng, thê lê trùng hay là lê dạng trùng nào đó gây nên thì ít người phân biệt được. Chính vì vậy dẫn đến một hiện tượng chung ở bà con đó là dùng thuốc mò. Mà cái việc lơ tơ mơ khi mà chưa nhận biết rõ về bệnh đã dùng thuốc thì thường dẫn đến cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là chết tiền, thứ hai là chết châu bò của bà con. Nay thì có hai phương pháp giúp bà con tìm hiểu rõ được cái nguyên nhân gây ra bệnh ký sinh trùng của bà con là gì. Đó là một là phương pháp trong phòng thí nghiệm, hai đó là phương pháp dựa trên chẩn đoán trên các triệu chứng lâm sàng. Phương pháp trong phòng thí nghiệm thì có hai cách. Cách thứ nhất là bà con sử dụng phương pháp PCR. Phương pháp PCR sẽ được sử dụng các máy móc hiện đại và chạy đưa ra kết quả chính xác đạt đến 99%. Trong phương pháp phòng thí nghiệm còn có cách thứ hai nữa là phương pháp soi tiêu bản. Đối với phương pháp soi tiêu bản này thì nó có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, ví dụ như là mật độ cái con ký sinh trùng trong máu, tay nghề của kỹ thuật viên, thậm chí là độ chính xác của máy móc cũng ảnh hưởng đến kết quả. Nên đối với phương pháp soi tiêu bản này thì độ chính xác không cao. Nhưng về chi phí của phương pháp này thì rẻ hơn rất nhiều so với phương pháp PCR. Phương pháp thứ hai là bà con dựa trên các triệu chứng lâm sàng của con vật. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi bà con phải có kinh nghiệm chăn nuôi rất là tốt và đặc biệt là cái khả năng quan sát con vật rất là kỹ càng. Căn cứ vào biểu đồ sốt của con vật thì chúng ta có thể bước đầu phân biệt được cái bệnh ký sinh trùng đường máu đó là do cái con ký sinh trùng nào gây nên. Ví dụ như là bệnh tiên mao trùng là con vật có biểu hiện là sốt gián đoạn nhưng không theo một quy luật nào hết. Đối với bệnh lê dạng trùng thì con vật sốt liên miên kéo dài, thậm chí có thể sốt kéo dài đến hàng tuần. Còn đối với bệnh biên trùng thì con vật sốt khá cao và biểu đồ sốt là hình xăng cưa. Con vật có biểu hiện sốt rất là mạnh như là con vật run rẩy, các cơ bắp thì co giật, thở mạnh, tim đập nhanh. Đó, và đặc biệt là những cái trường hợp nặng ấy, con vật có thể chết trong vòng 5 ngày. Đối với cái bệnh thê lê trùng ấy thì con vật có biểu hiện sốt từ 40 đến 41 độ C và đặc biệt là có một cái biểu hiện đó là nó bị sưng phù thủng ở cái hạch lâm ba, đặc biệt là hạch lâm ba ở trước vai và ở đùi, trước đùi. Ở một số trường hợp nặng thì cái con vật còn có biểu hiện là tiêu chảy rất là nặng và phân có mùi tanh. Vâng, vậy bệnh này thì có biện pháp nào phòng hiệu quả không thưa bác sĩ? Nay thì chúng ta có hai phương pháp để phòng tránh bệnh ký sinh trùng đường máu trên đàn gia súc. Phương pháp thứ nhất là chúng ta triệt tiêu các vật chủ trung gian. Các vật chủ trung gian ở đây tôi có thể nhắc đến như là ve, giận, ruồi mỏng. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc có sẵn trên thị trường
Ví dụ như là chúng ta bây giờ thì có rất nhiều các lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn cái dạng bột pha tiêm, ví dụ như là chibonin hoặc là azidin. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể có sử dụng những cái dạng mà đã bào chế sẵn ở dạng dung dịch, ví dụ như Imochem 120 hay là Butachem. Tuy nhiên thì để cho cái hiệu quả phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng đường máu trên gia súc được tốt nhất thì chúng ta nên kết hợp đồng thời cả hai phương pháp này. Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thời điểm nào thì chúng ta nên phòng bệnh ký sinh trùng đường máu cho gia súc ạ? Về thời điểm để chúng ta tiến hành cái phương pháp phòng bệnh ký sinh trùng đường máu trên gia súc thì chúng ta nên lưu ý như sau. Đối với lại phương pháp là triệt tiêu các vật chủ trung gian như là ruồi, ve, mòng thì chúng ta phải thực hiện thường xuyên, liên tục, định kỳ. Về thời điểm sử dụng các thuốc trong việc phòng các bệnh ký sinh trùng đường máu trên gia súc ấy thì thông thường người ta sẽ sử dụng vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ hữu ích mà bác sĩ đã mang lại cho bà con trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi, bác sĩ của chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị về bệnh ký sinh trùng đường máu trên gia súc. Hy vọng những thông tin đó đã mang lại thật nhiều kiến thức cho bà con. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!